Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại có duyên gặp nhau. Nhưng cái duyên lần này không giống như những cái duyên lần khác. Chủ đề mà tôi muốn chia sẻ đến các bạn, tất cả những ai hữu duyên, không phải là một vấn đề về cỏ cây, về vật chất nữa, mà hôm nay tôi muốn chia sẻ đến các bạn một vấn đề có lẽ là nó huyền hoặc, nó tâm linh, nhưng mà nó đã diễn ra đối với tôi, và đó là một sự thật. Vậy thì sự thật tôi muốn chia sẻ đến các bạn là cái gì? Đó chính là một chiếc nhẫn âm dương. Một chiếc nhẫn âm dương thì tại sao được gọi là một chiếc nhẫn âm dương? Là chiếc nhẫn này nó sẽ giúp cho chúng ta phát hiện được nơi nào âm và nơi nào dương, những cái không gian nào âm, không gian nào dương, và thời gian nào âm, thời gian nào là dương. Và khi nó phát hiện ra như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta, hỗ trợ cho người chủ nhân sở hữu được chiếc nhẫn này chuyển hóa những phần âm, chuyển hóa những phần dương để đưa về một trạng thái quân bình âm dương tốt hơn. Đúng rồi, đúng không? Như vậy thì đó là một vấn đề mà nghe có vẻ như là nó huyền hoặc quá, nó mờ ảo quá, nó vô hình quá. Thì làm sao để chứng nghiệm được nó? Thì có những người chủ nhân của chiếc nhẫn này sẽ trải nghiệm qua bằng cái thực tế trên con người của họ, trên thân thể của họ, trên sức khỏe cũng như về tinh thần của chủ nhân của nó. Như vậy thì một cái cơ may, một cái nhân duyên lành là tôi may mắn được sở hữu, được là chủ nhân của chiếc nhẫn âm dương này. Như vậy thì cái điều mà nó làm cho chúng ta hấp dẫn ở đây là gì? Và chính tôi là người lúc đầu cũng không tin lắm. Cho nên chính vì chỗ không tin cho nên nó tò mò, nên nó muốn có được. Và cái cơ duyên là tôi đã có được nó. Tôi cũng đã nghe nói về những điều đó, nhưng mà tôi cũng nghi ngờ lắm. Và chính vì sự nghi ngờ đó, tôi đã tìm hiểu và đã được đeo nó vào. Và tôi trải nghiệm cái ngày đầu tiên khi tôi nhận được chiếc nhẫn này từ một người bạn, thì tôi cảm nhận được cái nguồn năng lượng của nó. Tôi cảm nhận được cái sự năng lượng của nó bằng sự cảm nhận bên trong của tôi. Nó có một cái năng lượng, có một cái năng lượng rất là mạnh mẽ, rất là mạnh mẽ. Và khi tôi đeo vào, không biết cái đó là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, thì lúc tôi đeo vào, tôi có chăm ý vào nó, tôi theo dõi nó, nó thể hiện cái sắc màu của nó như thế nào. Nó thay đổi biến sắc như thế nào, và dòng năng lượng bên trong của tôi như thế nào. Thì một thời gian nó trôi qua một buổi, thì bắt đầu trời đổ mưa ầm ầm tới, trời chuyển mưa và kéo mưa trận một mưa rất là to, rất là lớn. Tôi nghĩ đây là một sự trùng hợp thôi. Mưa to kéo đến suốt hàng giờ đồng hồ. Thì qua ngày hôm sau, tôi mới trực nhớ tôi theo dõi nó. Tại vì nào giờ tôi không có đeo, thích đeo đồ trang sức nha. Tôi không thích đeo được cái gì á, vàng, bạc, châu báu gì tôi không thích đeo. Nhưng mà có nhẫn này tôi đeo nó là vì sự tò mò về tâm linh, về năng lượng hiện hữu của vật chất. Cho nên tôi lúc mà tôi đeo nó vậy, nhưng mà tôi cũng ít có theo dõi, tôi ít có để ý tới nó. Đến khi tôi trực nhớ tôi để ý lại á, thì tôi phát hiện lúc trời chuẩn bị mưa thì chiếc nhẫn sẽ chuyển qua màu nâu đen. Và những lúc mà thời tiết nắng nóng, thời tiết tươi mát, thời tiết trong lành, thì chiếc nhẫn này nó sáng bóng lạ thường lắm. Sáng bóng rất là đẹp, màu
nó phù hợp với màu da của chúng ta, rất đẹp. Tự nhiên tôi cảm thấy thích nó, không phải thích nó bởi vì cái sắc đẹp của nó, tôi thích nó bởi vì nó lạ luôn đó, đó là thích nó đó. Thì lúc chiều tối về thì nó lại chuyển màu sạm đi, nếu có mưa thì nó sẽ đen đậm hơn đó. Và sau một đêm mặc dù tôi không có tác động vật lý của nó nha, không tác động vật lý nha, nó đen, tôi để cho nó đen luôn, tôi không có sử dụng một cái tác động vật lý nào để mà chà bóng chà sáng nó gì trơn. Nhưng mà cuối cùng sau một đêm thức dậy mở mắt ra, tôi nhìn vào chiếc nhẫn, tôi thấy nó sáng bóng lạ thường. Ồ, thật là uy diệu đúng không các bạn? Đúng là nó có một cái gì đó lạ lắm, có gì đó lạ lùng. Còn gì nữa ta? Tôi nhớ lại những cái điều mà tôi trải qua như thế nào đó. Rồi những cái lúc mà tôi làm những cái nơi, tôi làm những cái nơi mà nó dơ, nó bùng sình, nó dơ những bùng sình, có chỗ thì nó thâm đen, còn có chỗ thì nó làm nó không có thâm đen, mặc dù vẫn bùng sình nhưng mà tại sao có chỗ đen, có chỗ không đen, nó ngộ vậy, nó thấy lạ, tôi bắt đầu tôi thấy lạ rồi đó. Hoặc là giữa trưa đang sáng bóng vậy, tự nhiên là tôi phát hiện nó có màu nâu đen, màu sẫm đen, thì là nói sao, một thời gian sau, một chút sau, khoảng ví dụ như là nửa tiếng sau hoặc một tiếng sau, thì sẽ mây đen kéo tới, mây đen kéo tới. Hoặc là tôi đi đến một cái chỗ nào đó đông người, một cái nơi nào đó đông người, ví dụ như là bệnh viện, ví dụ như là đám ma, thì tự nhiên tôi thấy nó màu sẫm đen lại. Nhưng mà thấy một màu sẫm đen vậy thì tôi cứ để y chị, thì một hồi nữa nó sẽ sáng bóng trở lại, nó ngộ, tôi đi ra chỗ đó à, thì nó sáng lại. Nó kỳ lạ không các bạn? Tôi không biết chiếc nhẫn này nó làm từ nguyên liệu gì mà nó lại thay đổi màu sắc như thế à. Có khi màu vàng, có khi màu hồng, có khi màu sẫm, có khi màu đen, có khi màu đỏ cam, có khi màu nó ánh kim phản chiếu màu ánh kim, rất là đẹp, rất đẹp. Có khi nó tối sầm lại. Đó, tôi thấy những cái điều này nó kỳ lạ quá các bạn, đúng không các bạn? Vậy thì tôi muốn chia sẻ đến các bạn những cái điều đó. Các bạn có tin hay không, các bạn có thể trải nghiệm. Nhưng mà đối với tôi bắt đầu thích thú nó. Và tôi nghĩ rằng nếu cho tôi đổi giữa một chiếc nhẫn này và một chiếc nhẫn vàng, tôi sẽ không đổi. Chắc cứu một điều đó, tôi sẽ không đổi. Là bởi vì cái vật này nó không dựa trên sự trang điểm cho bản thân của chúng ta, mà nó mang lại một giá trị về mặt năng lượng, về mặt tâm linh hơn. Và theo sự cảm nhận của tôi, khi tôi đeo chiếc nhẫn này vào, tôi cảm thấy năng lượng sống của tôi nó có sự thay đổi. Nó có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực về mặt tinh thần, cũng giống như là về mặt thể chất, về mặt sức khỏe. Tôi nhớ lại một cái lần trải nghiệm là có một người hay tất cả những mọi người, khi mà họ đụng vào tôi cảm nhận được cái nguồn năng lượng bên họ, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng bên họ nó làm ảnh hưởng tới tôi, nó làm ảnh hưởng tới tôi, có sự tương tác về năng lượng. Nhưng mà cái ngày mà tôi đeo cái nhẫn này vào, nó lạ là cái người đó đụng chạm vào tôi thì tôi cảm thấy nó cái mức năng lượng của người đó không tương tác với tôi được, nó không bị ảnh hưởng nữa. Tôi thấy lạ, tôi phát hiện ngay chỗ đó, tôi thấy phát hiện người chỗ đó là họ đụng chạm vào tôi không có bị tác động bởi năng lượng, bởi năng lượng của bên kia. Đó cũng là thêm một lần trải nghiệm của tôi nữa. Và tôi muốn chia sẻ đến các bạn cái điều vi diệu trong cuộc sống này. Trong thế giới chúng ta nó còn tồn tại một cái thế giới vô hình nữa, một cái thế giới phi vật chất, một thế giới siêu hình, một thế giới tâm linh nữa. Đó là tôi nói muốn chia sẻ đến các bạn về
cái điều này. Đó. Và bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy được, nhưng mà tại vì màn hình tôi nó không được rõ lắm. Đó. Đây. Này cái màu của nó nè, nó giống như cái màu da của chúng ta đúng không? Đây là cái màu nó sáng nè, thời điểm này là thời điểm sáng. Giờ thời này là mấy giờ ta? Chắc 9 giờ chín mấy vậy. Đó. Sáng bóng. Sáng bóng. Nhưng mà cái độ bóng này nó không phải làm bằng một cái kỹ thuật máy móc, cho nên cái độ nhận bóng của nó không bằng, mà cái này được làm bằng phương pháp thủ công. Cho nên là các bạn thấy không, nó còn có những cái chỗ gồ ghề, không đều, không láng hết. Nhưng mình không dựa trên những cái đó, mà mình dựa trên về cái giá trị bên trong đó, cái năng lượng mà nó đang sở hữu đó. Đó là một cái điều vi diệu trong cuộc sống của chúng ta. Xung quanh chúng ta luôn tồn tại những điều rất là nhiệm màu vi diệu mà ta không để ý được nó. Còn bên trong nó là nó màu vàng nha các bạn. Bên trong là màu vàng. Tại trường hợp mấy điện thoại tôi cũng dở quá, nhìn không rõ cho các bạn. Những cái này là để tăng kích cỡ, ai đeo cũng có thể được. Còn cái chỗ đen đen đó là hòm của tôi bạn, tại có chỗ lõm. Cái hòm cái giờ tôi đeo thì nó cái đóng hòm vậy thôi, chứ người tôi nghĩ ai đeo cũng hòm, trừ khi những người làm việc trong văn phòng thì nó ít thôi. Điều đó không quan trọng ha. Cũng là quan trọng ta nhìn vào những giá trị đích thực đó, những năng lượng bên trong đó. Tại bây giờ không có thời điểm, không thời gian có duyên, chứ nếu mà nó có sẽ có những lúc đen và thời gian dài quá, làm sao tôi chứng nghiệm cho các bạn điều đó được. Nhưng các bạn có thể là các bạn hãy tin tưởng nữa thôi, những gì tôi chia sẻ đến các bạn là sự thật. Là sự thật ha. Sự thật. Thời điểm này là nó sáng bóng đẹp nè. Đó. Nhưng mà có thể chiều hoặc vô những chỗ mà nó phát hiện ra những cái năng lượng không tốt đó, thì nó sẽ chuyển qua màu đen. Mà đen, ví dụ như có chỗ nó lạ lắm, với chỗ như là những nơi mà nó đen khác nhau nha. Đó. Ví dụ như tôi đến nhà ông A thì nó đen cái khu này, đen khu này, nhưng mà tôi đến khu B, nhà ông B thì nó đen cái chỗ này. Đó. Hoặc là khi trời mưa thì nó lại đen cái chỗ này. Đó, đó, đúng không? Hoặc là như những vùng bùn lầy thì nó lại đen khác nữa. Đen mé 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 dành đây nè. Chứ không phải là đen hết. Đó. Nhiều lắm, để tôi tiếp tục nghiên cứu và trải nghiệm. Và có duyên sẽ chia sẻ đến cùng các bạn nhau. Nhưng đại khái các bạn hãy nhìn nhận rằng nó sẽ đen và nó sẽ đen khác nhau ha. Chứ không phải là nó sẽ đen giống nhau. Có khi là nó màu vàng, nó hiện lên một màu vàng. Có khi nó hiện lên màu như thế này. Có khi hiện lên màu đỏ, màu đỏ cam. Màu đỏ cam. Rất là kỳ lạ, kỳ lạ. Nó đã bắt đầu thu hút được sự chú ý của tôi. Và nhân đây, tôi xin kết thúc đoạn video chia sẻ này. Tôi gửi gắm đến các bạn một năng lượng yêu thương, năng lượng tích cực nhất, để cho các bạn luôn có cuộc sống bình an và tiến hóa tâm linh của mình. Xin cảm ơn.